Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay trên tay em đang cầm để gửi tới anh em bộ sản phẩm, đó chính là bộ dây cao áp hàng cao cấp, hàng liên doanh nhưng là hàng cao cấp của TOTA. Anh em TOTA, anh em nhé. Với cái dòng sản phẩm hàng liên doanh cao cấp này thì anh em có thể nhìn này, từ cái chất cao su này, các cái đầu tẩu này, đầu để cắm ra chỗ bobin của nó này, buji này, cũng rất là chắc chắn luôn. Đấy, anh em có thể nhìn. Và với cái bộ này thì nó sẽ bao gồm là 5 sợi. Đấy, anh em có thể nhìn 2, 4, 5. Đó, đây chính là các cái đầu tẩu của nó này. Đấy. Hàng này tuy nó đắt một chút nhưng mà về chất lượng thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Anh em có nhu cầu cần tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.